Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động gần như đã thoát được ra ngoài, phát hiện Hàn Phong và Tư Viêm cũng ẩn chứa dị hỏa trong cơ thể. Nó liên tục tấn công hai người, làm cả hai phải vô cùng chật vật đối phó. Đồng thời, thân phận của dược lão bên trong Tiêu Viêm cũng đã bị Hàn Nhàn phát hiện ra. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Nếu tiểu huynh đệ cũng là luyện dược sư, như vậy cũng nên biết cơ thể mỗi người chỉ chứa được một loại dị hỏa. Nếu chứa thêm loại dị hỏa khác e rằng bị lưỡng đạo dị hỏa bài xích lẫn nhau mà bạo thể a. Hàn Phong cười tủm tỉm nói thêm. Cho nên Vẫn Lạc Tâm Viêm này đối với tiểu huynh đệ cũng không có tác dụng gì to lớn. Nếu ngươi cấp cho ta một cái nhân tình, vậy thì ta đem dược phương lục phẩm đan dược trao tặng cho ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Nghe được lời này của Hàn Phong, khóe miệng đang cười lạnh của Tiêu Viêm càng mở rộng hơn, nhẹ nhàng lay động đôi cánh thanh hỏa sau lưng lạnh giọng châm chọc. Ngươi cũng biết luyện dược sư không thể dụng hai loại dị hỏa, vậy tại sao không đem cơ hội này nhường lại cho ta? Nghe được ngữ điệu châm chọc của Tiêu Viêm, sắc mặt Hàn Phong hơi biến động, trong lòng phi thường tỏ tường rằng muốn khuyên hắc bảo thanh niên này lùi lại là điều không thể, lập tức nét tươi cười trên khuôn mặt. Chậm rãi thu lại, nhìn ngọn lửa nhỏ màu thâm lam đang nhảy múa trên bàn tay nhà giọng nói, một khi đã nói như vậy, dị hỏa của người ta cũng chiếm đoạt nốt. Tiếng cuối cùng vừa nói ra, thâm lam hỏa diễm đang bao quanh thân Hàn Phong bạo liệt tản ra, một thân ảnh quỷ mị tựa như tia chớp phóng nhanh về phía Tiêu Viêm. Kình phong sắc bén cùng vô tận sát ý tràn ngập cả bầu trời, đang chăm chú nhìn Hàn Phong đang huyền phù nơi xa, nên khi phát hiện thân ảnh của hắn lao tới, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, lập tức dưới chân vang lên tiếng nổ mạnh như tiếng sấm, thân hình đột nhiên biến mất, đến khi hiện ra thì đã tiếp cận thân ảnh quỷ mị của Hàn Phong, tiểu tử cuồng vọng. Khi ta nổi tiếng trên cả đại lục thì ngươi còn đang ở phương nào đó mà bú sữa mẹ à, nhìn Tiêu Viêm không có chút tránh né, Hàn Phong cười cười âm lãnh. Thâm lam hỏa diễm từ trong cơ thể bạo dũng tuôn ra tựa như tầng tầng lớp lớp sóng chiều, chân thật như sóng biển khiến lòng người rung động. Nhanh chóng hội tụ trên song trường, ta thật sự muốn nhìn rõ là thanh liên địa tâm hỏa của ngươi hay là hải tâm diễm mạnh mẽ hơn. Hàn Phong quát lên một tiếng lăng lệ, song trường đột ngột đẩy ra phía trước, thâm lam hỏa diễm cực kỳ thâm trầm trong lòng bàn tay nhất thời bung ra tựa như hải lãng kinh đào, ầm ầm từng lớp đánh tới. Vừa ra tay liền hạ sát chiêu, xem ra Hàn Phong vì tiết kiệm chút thời gian mà bất chấp tất cả không có ý tưởng giữ lại chút thực lực. Cẩn thận, đây là dị hỏa ngưng hình, ngưng tụ ra dị hỏa hình thể, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên tiếng kinh hô ngưng trọng của dược lão vang lên làm cho sắc mặt Tiêu Viêm có chút biến hóa. Tiêu Viêm hít sâu, một luồng không khí nóng hừng hực, tức khắc hắn điều động tất cả lực lượng của thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể ảo ạt tuôn ra. Thanh liên địa tâm hỏa cuồn cuộn không ngừng trào ra rồi ngưng tụ trên đỉnh đầu Tiêu Viêm màu sắc ngày càng xanh biếc. Trong nháy mắt, đột nhiên hỏa diễm quỷ dị nhấp nháy bùng lên. Một lát sau từ trong đoàn hỏa diễm đó một đóa liên hoa màu xanh biếc đột nhiên hiện ra. Cả đóa thanh liên này tựa như bằng ngọc trong suốt, một tia giống như là dung nham xanh biếc không ngừng du động phía trong nó, cực kỳ huyễn lệ. Hỏa diễm ngưng hình ư? Không chỉ một mình ngươi mới có. Thanh liên từ từ xoay tròn. Tiêu Viêm đột nhiên trợn mắt nhìn Hàn Phong đang ở gần trong gang tấc. Trong ánh mắt hắn ngập tràn kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, vung tay đánh ra, thanh liên tựa như thuấn di mang theo bất tận kình phong, cùng điệp lãng hỏa diễm của Hàn Phong hung hăng đối đầu, oanh. Lúc lưỡng đạo công kích của hai người va chạm, toàn bộ không gian nhất thời tĩnh lặng, bất chợt một tiếng nổ mạnh tựa như sét đánh vang vọng khắp bầu trời, sóng hỏa diễm hai màu thanh và lam phô thiên cái địa trộn lẫn vào nhau, thổi quét ra cả bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả những đám mây lơ lửng trên cao khi hỏa lãng lướt qua cũng tan thành bột phấn là tả rơi xuống phía chân trời. Hỏa lãng khiến cho người ta khiếp sợ đang dần dần tan đi, trên bầu trời lần lượt hiện ra thân ảnh của hai phe vừa bị hỏa lãng che lấp, mà trong mắt mọi người thân ảnh Tiêu Viêm và Hàn Phong đều có chút chật vật khiến cho sắc mặt của ai cũng có sự biến đổi. Tiêu Viêm mạnh mẽ phun ra một hơi chọc khí, áo bào trên cánh tay đã hoàn toàn rách nát, trong lòng bàn tay có một vết lớn bị cháy đen, thậm chí trên gương mặt có lẫn chút tái nhợt. Tuy rằng Tiêu Viêm có chút chật vật, nhưng Hàn Phong ở xa xa hình dạng tà tơi hơn nhiều, áo bào thì hoàn toàn rách nát, te tua, tóc tai bù xù, hô hấp dồn dập. Bất quá hắn không có để ý tới trạng thái thê thảm của bản thân mà bộ dáng giống như gặp quỷ, đưa đôi mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn Tiêu Viêm đang ở phía đối diện, ánh mắt trầm xuống nhìn bộ dáng rét run, buồn cười của Hàn Phong. Tiêu Viêm không nhịn được nhếch miệng cười nhe hàm răng sáng trắng hỏi, cảm thấy thế nào? Hàn Phong dồn dập thở phì phò một hồi lâu mới đưa ngón tay run run chỉ vào Tiêu Viêm cất giọng khàn khàn bé nhọn thét vang khắp trời. Ngươi tu luyện công pháp gì? Nói. Nói cho ta biết, nếu không ta giết ngươi. Nhìn Hàn Phong đang điên cuồng, Tiêu Viêm lại nở nụ cười. Tuy rằng nụ cười rất sáng lạn nhưng có thể thấy được nó hàm chứa lạnh ý khiến lòng người lạnh giá. Ngươi còn không hiểu rõ sao? Câu nói của Tiêu Viêm đối với người khác thì có chút mờ ám.
nhưng khi lọt vào tai Hàn Phong lại đâm vào nỗi lo lắng vẫn giấu sâu kín trong nội tâm khiến nó chậm rãi lan ra khắp cơ thể. Trải qua lần giao đấu hung hãn vừa rồi, hắn cảm thấy rằng công pháp của đối phương cực kỳ giống với công pháp của hắn. Thậm chí nếu tinh tế cảm nhận lời của Tiêu Viêm vừa nói, có thể phát hiện ra rằng công pháp của Tiêu Viêm mới là chính thống thuần túy, phần quyết, năm đó vì muốn có được phần quyết hắn đã không ngần ngại lén hạ độc thủ với sư phụ mình. Rốt cuộc chỉ lấy được công pháp phần quyết không đầy đủ, dẫu chỉ là một công pháp khiếm khuyết nhưng cũng giúp hắn luyện hóa được hải tâm diễm để rồi có được thân phận, địa vị cùng thực lực như bây giờ. Nhưng khi nãy đối kích cùng Tiêu Viêm hắn nhận thấy công pháp của đối phương đầy đủ hơn công pháp hắn đang tu luyện, thứ công pháp mà so với phần quyết khiếm khuyết của hắn đầy đủ hơn trong thiên hạ chỉ có một thứ, đó là công pháp phần quyết trọn vẹn. Tức khắc mộ cỗ sát ý phô thiên cái địa từ trong lòng Hàn Phong hướng Tiêu Viêm trào ra, trên không đột nhiên tràn đầy sát ý âm hàn, xung quanh bên ngoài không ít người biến sắc, tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng xem biểu hiện của Hàn Phong, Tiêu Viêm thật sự đã động sát ý. Tô Thiên vung tay đem Kim Ngân Nhị Lão đẩy lùi, nghiêng đầu nhìn Hắc Bảo thanh niên ở phía xa, trong mắt xẹt qua một chút hàm xúc khác thường, cỗ cảm giác này. Tiêu Viêm, ngăn hắn một lát, chờ ta thu thập hai tên này liền tới chợ giúp ngươi ngay. Nhãn băng lóe ra một trận rồi dần dần hồi phục, trên không Tô Thiên cất tiếng cười to, ha ha, đại trưởng lão chỉ cần để ý ứng phó với bọn chúng là được rồi, Tiêu Viêm còn không có yếu ớt đến vây. Tiêu Viêm hướng về Tô Thiên vừa chắp tay, cười vang nói. Khuôn mặt hơi trầm xuống, Hàn Phong muốn ngay lập tức tiến lên làm cho Tiêu Viêm biến mất khỏi thế gian này, thanh âm khô khốc chói tai vang lên, ngươi từ đâu có được công pháp này? Tiêu Viêm cười cười, còn chưa trả lời, trong cơ thể một luồng lực lượng linh hồn mạnh mẽ đột nhiên tiến vào trong cơ thể. Trong chốc lát khi linh hồn lực lượng tiến vào, Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình bạo tăng rất nhiều, mình hoàn toàn có thể vận dụng được lực lượng đó, lão sư, người. Biến hóa xảy ra bất thình lình cũng làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra, thời khắc này dược lão đem tất cả lực lượng quán chú cho mình, không phải sẽ làm cho Hàn Phong phát hiện ra sao. Ha ha, hắn sớm hay muộn sẽ phát hiện ra thôi, một khi đã như vậy, sao không tạo cho hắn một chút kinh hỉ à? Tiếng cười dược lão từ trong lòng Tiêu Viêm nhàn nhạt vang lên, chẳng qua trong lời nói có chút cay đắng, lại thoáng có vẻ băng hàn, thoáng chút chần chờ, rồi chợt gật đầu. Tiêu Viêm thụ ấn vừa động, liền hoàn toàn bỏ áp chế đối với cỗ linh hồn lực lượng khổng lồ kia, khiến nó tiến vào dung hợp với cơ thể mình, theo lực lượng linh hồn dược lão quán trú vào Tiêu Viêm. Bên ngoài thanh sắc hỏa diễm càng trở lên mãnh liệt hoạt bát, cấp tốc bốc lên làm phát ra tiếng vù vù không ngừng. Khí thế Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, làm cho sắc mặt Hàn Phong có chút biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Rồi thân thể đột nhiên run lên bốc lên một luồng thanh hỏa, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Trong đầu nhanh chóng tìm tòi, rốt cuộc cũng dừng trên hình ảnh một đạo bóng người già nua. Thoáng chốc, từ sâu trong nội tâm Hàn Phong tràn đầy kinh hoàng và khủng hoảng, hình bóng tồn tại lâu trong trí nhớ lại một lần nữa xuất hiện, quanh người hắn không ngừng run lên kịch liệt. Khuôn mặt tràn đầy sát khí, giờ đây lại được thay bằng khuôn mặt trắng bệch đầy khổ sở, Hàn Phong ánh mắt hoảng sợ đối diện với Tiêu Viêm, ít phút sau hắn cơ hồ sử dụng toàn bộ khí lực mới phát ra được âm thanh đầy hoảng sợ và khủng hoảng. Ngươi không có chết. Làm sao có thể? Tiêu Viêm ánh mắt đạm bạc nhìn khuôn mặt đã trở lên trắng bệch của Hàn Phong, nói, nhờ phúc của ngươi mới làm cho ta gặp lão sư, nói cách khác, ta đây tiếp tục tu luyện trên con đường của ngươi, thật vui phải không? Lão sư, đồng tử Hàn Phong chợt co rút, hai mắt nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, khuôn mặt trắng bệch dần tiêu giảm, ánh mắt lóe ra sát khí nồng đậm, dược lão chưa chết. Tin tức này đối với hắn mà nói cơ hồ như sấm sét, thân từng là đệ tử của dược lão. Hắn phi thường rõ ràng năm đó dược lão trên đại lục có bao nhiêu thực lực, người đã từng quát tháo đại lục, dược tôn giả, hồi nhớ lại, Hàn Phong không chút nghi ngờ, nếu tin dược lão vẫn còn sống được tung ra, sẽ có bao nhiêu cường giả lao đến. Khuôn mặt tràn đầy sát khí, Hàn Phong ngẩng đầu lên giống như độc giả nơi âm u, thanh âm khàn khàn nói. Lão bất tử, ta mặc kệ ngươi còn sống hay đã chết. Hôm nay ta sẽ cho hai người các ngươi hoàn toàn ngậm miệng lại. Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, tay vừa lật lên, thanh hỏa càng thêm hung mãnh, tụ trên đỉnh đầu như long quyền phong gào thét, chỉ sợ ngươi không có bổn sự đó. Đầu ngón tay giơ lên, thanh âm Tiêu Viêm không chút biểu tình, hắc hắc, nguyên lai ngươi có thể mạnh như vậy là do mượn lực lượng tiên cảnh của lão bất tử kia, thật không nghĩ tới, năm đó ta đau khổ cầu xin mà hắn vẫn không chịu truyền cho ta phần quyết, thế vì cái gì lại truyền cho ngươi, một mao đầu tiểu tử. Chẳng lẽ hắn nghĩ ngươi so với ta tốt hơn? Hàn Phong cười lạnh, thanh âm khó có thể che giấu ghen tị cùng oán hận. Đối với những lời của Hàn Phong, Tiêu Viêm cơ hồ không để ý, con mắt đen lái tràn đầy sát khí và âm lãnh, trên đầu thanh sắc hỏa diễm quay cuồng không ngừng, tại hữu trường của Tiêu Viêm tụ thành một đại thanh hỏa cầu, tay trái chậm rãi mở ra,
khiến thanh âm của Hàn Phong chợt im bặt, hai mắt đầy xung động, triệu hoán về một đoàn bạch sâm hỏa diễm. Ngay khi đoàn bạch sâm hỏa diễm xuất hiện, sắc mặt Hàn Phong hoàn toàn trầm xuống, hai mắt đổ ngầu, thất thanh nói, cốt linh lãnh hỏa, cả cái này mà lão bất tử cũng cấp cho ngươi, dựa vào cái gì? Tên phản đồ cũng có tư cách nói lời này. Tiêu Viêm cười khẽ lắc đầu, trong tay một xanh một trắng lưỡng đại dị hỏa chậm rãi tiếp cận, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Hàn Phong, dung hợp cũng nhau, lưỡng đại dị hỏa dung hợp, sức nóng tràn ngập thiên địa, một ngọn lửa như luồng điện tại chỗ. Giao nhau giữa hai luồng dị hỏa lóe ra, lưỡng đại dị hỏa dung hợp làm cho không gian xung quanh chấn động không ngừng, tạm thu hồi lòng ghen tị và lửa giận. Với lịch duyệt của Hàn Phong đối với hành động của Tiêu Viêm cũng có chút khó hiểu, chẳng lẽ hắn không biết dị hỏa không thể dung hợp hay sao? Tuy trong lòng có chút khó hiểu, nhưng hắn không còn tâm tình mà theo dõi tiếp kỳ biến, hai tay nắm chặt, thâm lam hỏa diễm cấp tốc ngừng tụ, cuối cùng tụ thành một thanh thâm lam tam xoa kích. Nắm chặt thâm lam tam xoa kích trong tay, Hàn Phong trong lòng vẫn càng lo lắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đang cố khống chế hai loại dị hỏa. Lão bất tử, ta biết ngươi đang ở trong cơ thể hắn, bất quá hôm nay ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Sư đệ, sư huynh sẽ làm cho ngươi cùng với lão sư cùng nhau vĩnh viễn chôn thây nơi đây. Thanh tam xoa kích hỏa diễm khổng lồ huyễn phủ nơi tay Hàn Phong, cảm giác như trong đó chứa lực lượng phá hoại cường đại. Hàn Phong nhịn không được giật giật miệng, thanh âm nhỏ chứa đầy âm hàn truyền vào tay Tiêu Viêm. Trên không, hắc bảo thanh niên nhẹ nhàng đứng, một đóa Phật nộ hỏa liên chậm rãi huyễn phủ. Đóa Phật nộ hỏa liên này so với tử thanh hỏa liên lúc trước Tiêu Viêm thi triển thì nội liễm hơn nhiều, năng lượng khổng lồ không tán. Nhưng nếu tinh mắt, người ta sẽ phát hiện, Phật nộ hỏa liên thong thả xoay tròn làm không gian xung quanh vặn vẹo một cách quỷ dị. Tiểu tử, cùng lão bất tử kia cùng nhau chết đi, hải diễm kích. Nhìn Tiêu Viêm xuất Phật nộ hỏa liên, Hàn Phong quát chói tai, hữu trưởng hướng về phía trước, nhất thời, hỏa diễm tam xoa kích hoành không phá thiên mà bạo xuất ra, cuối cùng hóa thành đạo long hỏa diễm hướng Phật nộ hỏa liên bắn tới. Phía trên không, lưỡng đạo hào quang bạo lược mà ra, đóa Phật nộ hỏa liên tuy trông bình thường nhưng lại dẫn sự chú ý của mọi người, trái lại hỏa diễm tam xoa kích thanh thế thật kinh người. Nơi nó lướt qua, đều để lại một vệt dài chân không, chiếc đuôi hỏa diễm dài hàng trượng trông giống sao trời xoẹt qua trên trời, mang theo lực lượng chấn liệt đại địa đáng sợ. Xa xa, Tiêu Viêm khóe miệng chậm rãi nhấc lên đầy lạnh ý, nói: "Chỉ bằng từng này lực lượng mà muốn chống đỡ Phật nộ hỏa liên sao? Không đơn giản vậy đâu." Năng lượng đối chọi làm cho không gian vốn vặn vẹo như dây thừng bị căng ra rồi chợt đứt mất, lại lần nữa khôi phục nguyên hình. Theo không gian dần khôi phục, một ánh hào quang trắng xanh như tia chớp bạo bắn ra, từng đợt như thiểm điện bắn về ngay trước mặt Hàn Phong đang đầy khiếp sợ. Bạo thủ ấn kết lặng yên biến đổi, một âm thanh nhẹ nhàng tự miệng Tiêu Viêm xuất ra. Âm thanh vừa nhỏ xuống, Phật nộ hỏa liên mặc dù đối chọi hỏa diễm kích khiến suy giảm không ít, nhưng ngay sau đó tại trước mặt Hàn Phong vốn còn đang kinh hãi, âm âm bạo liệt, oanh! Hỏa diễm phong bạo khổng lồ trông giống như một đóa mây hình nấm ở phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền vào tai mọi người. Một cỗ nhiệt khí cuồng bạo khuếch tán từ phía trên trời, làm khuôn mặt mọi người trở nên kinh hãi, đám mây nấm màu xanh trắng dâng lên trong chốc lát nhất thời giống như bị búa tạ hung hăng đập mạnh rồi như viên cầu từ trên không bắn xuống, ven đường, huyết hồng đầy trời, giống như một đóa hồng máu tiên diễm. Mọi người nhìn nhau, trên trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hướng về phía bầu trời. Nơi có một đạo hắc ảnh đang gấp rút thở phì phò, sau lưng thanh hỏa dực xí lúc ẩn lúc hiện, chứng tỏ cơ thể đã suy yếu, suy. Bầu trời yên tĩnh, bỗng lưỡng đạo thanh âm xé gió vang lên, chợt lưỡng đạo nhân ảnh thoáng hiện, cấp tốc bay tới bên cạnh Hàn Phong, ôm lấy, lúc này mới khiến cho Hàn Phong không rơi xuống đất vỡ tan. Ôm thân người đầy máu của Hàn Phong, Lân Bảo lão giả bàn tay đặt lên ngực, cảm thụ được một tia khí tức sinh mệnh cực kỳ mong manh, nhưng vẫn có chút nhịp tim đập, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Còn sống không à? Kim Bảo lão giả cao mày hỏi. Còn chút hơi thở, hoàn hảo, hắn có dị hỏa hộ thể nếu không không có khả năng sống sót sau vụ nổ đó. Ngân Bảo lão giả gật đầu, nói, rồi ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo thanh niên phía xa hỏi. Tiểu tử này từ nơi nào chui ra vậy, như thế nào mà ta chưa từng nghe qua Già Nam học viện có tên gia hỏa khủng bố này. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.